bài thuốc dân gian điều trị bỏng. Bỏng do nhiệt độ cao. Dùng lông gà, phết lòng trắng trứng, bôi lên chỗ bỏng. Giã nát lá bỏng đắp lên. Khuấy muối trong nước đến bão hòa, lọc sạch, tẩm dung dịch vào bông, bôi lên chỗ bỏng, đắp lại. Đánh tan vôi sống trong nước trong một ngày, gạn lấy nước trong, phơi nắng với dầu đậu phộng, hoặc vừng, khuấy kỹ, bôi lên chỗ bỏng, cố định lại. Bỏng axit. Vôi bột 100g, nước nửa lít, đánh tan vôi 3 ngày, lấy nước vôi trong, cho vào chai, dùng bông tẩm nước này bôi lên chỗ bỏng. Vắt lấy nước lá bỏng, lá khoai lang bôi vào. Sắc đặt lá sim, rửa vết bỏng. Giã nát lá nhỏ nồi, đắp lên, khô lại thay lá khác. Bỏng do vôi và kiềm. Dùng nước rửa sạch. Lá trầu không, rửa sạch, giã nát, đắp lên vết bỏng, làm vậy 2-3 lần. Mỡ tranh, hoặc chó, bôi lên vết bỏng. Vôi tôi cộng dầu lạc, cho vôi vào chậu đánh tan 24g, lấy nước vôi trong, trộn nước vôi với dầu lạc, tẩm bông vào và bôi lên vết bỏng. Gạo tẻ. Lấy cơm nguội phơi khô, sao vàng lên, tán thành bột mịn, hòa tan vào nước cơm, xoa lên vết bỏng, khô lại xoa tiếp. Khi da bị lột, lấy bột cơm khô rát lên rớt mau khỏi. Lá rau di ếch. Nấu chín lá rau di ếch trong dầu vừng, bỏ ra cho nguội bớt, đắp lên chỗ bỏng. Áp dụng cho bỏng sưng tấy. Lá trầu không. Trầu không, lấy 10 lá rửa sạch, hòa vào rượu hoặc mỡ lợn, đắp lên chỗ bỏng. Nhai nát lá trầu không, phun nước của nó vào chỗ bỏng, vết bỏng sẽ hết đau rát mà không bị phồng, rất hiệu quả. Lá mướp. Giã nhuyễn lá mướp, đắp vào chỗ bỏng. Lá vùng nem. Lá vùng rửa sạch, nhai nhỏ đắp vào chỗ bỏng. Lá vùng và lá phù dung, hái vào lúc trời nhiều sương mù, phơi trong mát, tán nhỏ 2 lá, hòa vào mật ong, đắp vào chỗ bỏng rất hiệu quả. Dưa chuột. Dưa chuột hái vào ngày Tết Đoan Ngọ, mùng 5 tháng 5 âm lịch, cho vào trong bình, đậy kín dùng dần. Giã nát dưa chuột, hòa với dầu vừng, bôi vào chỗ bỏng. Hạt nhãn. Hạt nhãn phơi khô, giã nhỏ, trộn với mật ong, bôi vào chỗ bỏng. Hạt vừng. Lấy một nắm hạt vừng, giã nhuyễn như bồn, đắp lên chỗ bỏng. Hạt dành dành. Đốt cháy hạt dành dành, tán thành bột, thoa nhẹ tay vào chỗ bỏng. Củ cải. Củ cải tươi, rửa sạch, giã nhuyễn, đắp vào vết bỏng, rất hiệu quả. Dưa hấu. Phơi khô vỏ dưa hấu, nghiền mịn, trộn với dầu vừng, cho vào lọ đậy kín. Tiếp tục hấp trong nồi áp suất, để sát trùng, bôi vào vết bỏng. Cây cỏ bợ. Lá rau bợ tươi rửa sạch, giã nát rồi đắp lên chỗ bỏng. Vỏ cây liễu. Đốt vỏ cây liễu thành than, tán nhỏ, rắc lên chỗ bỏng. Vì mục tiêu nâng cao sức khỏe người Việt, chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình để đem đến những thông tin hữu ích nhất về sức khỏe cho các bạn. Tuy nhiên trong quá trình xây dựng kênh, sẽ không tránh khỏi những thiếu sót. Nhóm tư vấn rất mong nhận được sự đóng góp chân thành của các bạn để giúp cho nội dung kênh ngày càng hoàn thiện hơn. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn các bạn đã theo dõi video.